Kính chào quý vị đến với những tin tức của báo Thanh Hóa. Ngay sau đây, mời quý vị theo dõi những tin tức chúng tôi vừa mới cập nhật. Một trận động đất có độ lớn 3,4 độ Richter vừa xảy ra tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, không gây thương vong về người và tài sản. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần cho biết, trận động đất xảy ra lúc 9 giờ 27 phút 12 giây ngày 27 tháng 5, giờ Hà Nội. Tại vị trí có tọa độ 20,196 độ vĩ Bắc 105,778 độ Kinh Đông, ở độ sâu khoảng 17 km. Động đất xảy ra ở cuối huyện Nho Quan của tỉnh Ninh Bình, tiếp ra với huyện Thạch Thành và Hà Trung của tỉnh Thanh Hóa. Viện Vật lý Địa cầu thông tin, cấp độ rủi ro thiên tai của trận động đất này là cấp 0. Tới thời điểm hiện tại, chưa ghi nhận thiệt hại về người và tài sản sau trận động đất. Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng Thần cho biết đang tiếp tục theo dõi trận động đất này. Trước đó vào sáng 26 tháng 5, lúc 9 giờ 45 phút 27 giây giờ Hà Nội, một trận động đất có độ lớn 3,0 độ Richter cũng xảy ra tại biên giới Việt Lào, gần với địa phận huyện Kỳ Sơn của Nghệ An. Trước đó, một trận động đất có độ lớn 3,2 độ Richter cũng xảy ra tại vị trí có tọa độ 14,859 độ vĩ Bắc, 108,246 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km, trên khu vực huyện Con Plông của tỉnh Kon Tum. Trong tin bão mới nhất hồi 2 giờ ngày 27 tháng 5, cục quản lý thiên văn, địa vật lý và khí quyển Philippines Pagasa cho biết, bão Aguinea lại mạnh lên trên biển Philippines vào sáng sớm cùng ngày với sức gió duy trì tối đa hiện ở mức 130 km/h, tăng từ 120 km/h. Tuy nhiên, gió giật đã giảm từ 180 km/h xuống 160 km/h. Vào hồi 2 giờ ngày 27 tháng 5, bão Ewinia cách Baler Aurora 90 km về phía đông đông nam, bão di chuyển chậm lại một chút về hướng bắc đông bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km. PAGASA dự báo Ewinia sẽ tiếp tục mạnh lên trong 2 ngày tới khi di chuyển ra khỏi đất liền Philippines, nhưng có thể bắt đầu suy yếu vào giữa hoặc cuối ngày 29 tháng 5. Mặc dù cơn bão đang di chuyển, nhưng mưa vừa đến, mưa lớn vẫn có thể tấn công một số khu vực vào ngày 27 tháng 5 đặc biệt là phần phía đông của Isabela, phần phía bắc của Aurora, quần đảo Polilo, Occidental Mindoro, quần đảo Calaminan, quần đảo Cuyo, Antique và Atlan. Trước đó, lượng mưa do bão đã đạt ở mức dữ dội đến xối xả, gây ra lũ lụt. Đây là cơn bão đầu tiên trong mùa bão 2024 tấn công Philippines. Dù được dự báo là không đi vào Biển Đông, song bão Pagasa có ảnh hưởng đến thời tiết khu vực, trong đó có Việt Nam. Thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia dự báo khí tượng Thủy Văn cho biết, cơn bão này ít có khả năng đi vào Biển Đông, nhưng nó đóng vai trò hút gió mùa Tây Nam. Cùng thời điểm này, trên vịnh Bengal cũng có bão góp phần đẩy gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh lên. Điều này khiến giai đoạn từ nay đến đầu tháng 6 gió mùa Tây Nam trên khu vực Nam Bộ hoạt động mạnh lên, gây mưa nhiều hơn và trên diện rộng. Do ảnh hưởng của bão, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 27 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6, nhiều khu vực trên cả nước có mưa rông diện rộng. Từ đêm ngày 27 tháng 5 đến ngày 4 tháng 6, cơ quan khí tượng cho biết Bắc Bộ từ đêm ngày 27 đến ngày 31 tháng 5 khả năng có mưa, mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to đến rất to. Từ ngày 1 tháng 6 có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to. Mưa gia tăng trong 2 ngày từ mùng 1 đến mùng 2 tháng 6 và duy trì đến cuối tuần. Trung Du và miền núi có nguy cơ lũ quét trượt lở đất đá. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa hoàn thành kết luận điều tra bổ sung đề nghị truy tố Quản Văn Dương, 40 tuổi, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Banh Len, gọi tắt là Công ty Banh Len, Vũ Đức Tĩnh, 43 tuổi, Cố vấn Công ty, Nguyễn Thị Như, 39 tuổi, Tổng Giám đốc, Nguyễn Thanh Vân, 32 tuổi, Kế toán trưởng, Nguyễn Văn Minh, 33 tuổi, Lao động tự do, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cơ quan điều tra, Vũ Đức Tĩnh chỉ đạo Nguyễn Thị Như, Quản Văn Dương đứng ra thành lập công ty Banh Len và lần lượt giữ các chức vụ Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Riêng bị can tĩnh giữ vai trò cố vấn, được chia 10% tổng số doanh thu. Các đối tượng còn lập ra 70 phó chủ tịch, tổng giám đốc theo hình thức tự phòng. Quá trình hoạt động, Banh Len đã biến tướng huy động vốn dưới hình thức đa cấp, rồi chiếm đoạt của nhà đầu tư. Nhóm này còn tuyên truyền bán các dự án bất động sản, dự án du lịch chưa được cấp phép đầu tư, trong đó có dự án bất động sản tại xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, Hà Nội. Các phó chủ tịch và phó tổng giám đốc nhận nhiệm vụ tư vấn thu hút nhà đầu tư theo các nội dung do công ty Banh Lên soạn sẵn để họ thực hiện. Cơ quan điều tra xác định một bộ phận nhóm lãnh đạo được tự phong chỉ làm công ăn lương, làm việc theo chỉ đạo và không biết công ty lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Một số người trong nhóm cũng bỏ tiền đầu tư, thậm chí còn rủ người thân quen, bạn bè tham gia. Có đến 4736 cá nhân đã ký hợp đồng, nộp tổng số tiền là 464 tỷ đồng cho công ty. Kế toán banh len khai dòng tiền thu của các nhà đầu tư đã được công ty chi tạm ứng, chi hoa hồng, chi thưởng, chi lương, chi sự kiện. Tĩnh được banh len chi hơn 179 tỷ đồng với nội dung chuyển bắc cả, tức là biệt danh của Tĩnh trong công ty. Số tiền này Tĩnh đem đi mua bất động sản tại nhiều nơi như Hà Nội, Quảng Ninh. Còn tổng giám đốc Nguyễn Thị Như được chi hơn 5 tỷ đồng, những lãnh đạo còn lại nhận lương cao từ vài chục triệu đồng hoặc nhận hiện vật. Ngày 27 tháng 5, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông dùng gạch đập vỡ kính chắn gió của xe tải ngay giữa đường trước sự bất lực của tài xế. Đáng chú ý, theo hình ảnh được ghi lại, người đàn ông cạo trọc đầu, mặc y phục giống nhà sư, liên tiếp cầm gạch đập vào kính chắn gió của xe tải. Bị tấn công tài xế ngồi trong cabin chỉ biết dùng điện thoại ghi lại toàn bộ diễn biến vụ việc. Đoạn clip sau khi được đăng tải đã gây xôn xao cộng đồng mạng. Theo chia sẻ của tài xế, sự việc xảy ra vào dạng sáng ngày 27 tháng 5 trên đường Bùi Thị Xuân, đoạn giáp danh giữa phường An Phú, thành phố Thuận An và phường Tân Bình, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Trong lúc anh đang điều khiển xe ô tô tải chở hàng thì bị người đàn ông này xông tới, đập kính xe rồi rời đi. Ngay sau đó, tài xế đã đến công an phường để trình báo. Hiện cơ quan chức năng đang xác minh làm rõ. Ông Nguyễn Văn Đại, bí thư đảng ủy xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết, trên địa bàn có một người đàn ông 91 tuổi thích ở trong hang đá hơn ở nhà trong bản. Mặc dù ở hang đá nhưng sức khỏe rất tráng kiện, thanh niên khó bị kịp. Trường hợp trên là ông Đinh Nê, sinh năm 1933, người Arem, dân tộc Chứt, bản Arem, xã Tân Trạch. Theo ông đại ông Đinh Nê sinh ra và lớn lên trong hang đá, sau này nhà nước tổ chức định canh định cư ở cây số 39 đường 20 Quyết Thắng, ông được hỗ trợ một căn nhà sàn nhỏ. Tuy nhiên, ông chỉ ở nơi ở mới đúng 3 ngày rồi tìm về hang đá để ở. Theo ông Đại, có khi một tháng ông trở lại bản một ngày nhận gạo muối xong về hang đá, thậm chí ông ở tại hang đá biển biệt từ 3 đến 6 tháng mới lên nhận muối gạo một lần. Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân xã Tân Trạch, ông Đinh Nê không ở trong một hang đá nhất định, mà hàng chục năm qua ông đã ở trong 10 cái hang dọc suối Rục Cà Ròng và nhiều thung lũng khác giữa rừng già phong nhà kẻ bằng. Cùng với đó thì ông dựng thêm 15 cái lán giữa rừng để sinh sống khi di chuyển từ hang này sang hang khác. Thức ăn mà ông Đinh Nê dùng trong hàng chục năm qua chủ yếu là cơm cùng muối đâm ớt rừng, nước suối đun sôi. 91 năm qua, ông Nê chưa một lần dùng thuốc tây chữa bệnh, chưa một lần đi bệnh viện. Hiện đã 91 tuổi, nhưng việc ông đi rừng leo trèo qua các ngọn núi đá dựng đứng, cứ đi băng băng, thanh niên trong bản đi theo còn không kịp. Năm 2021, Ủy ban nhân dân xã Tân Trạch phải cử thanh niên đi tìm trong rừng gần một tháng trời mới tìm được ông Đinh Nê về để làm căn cước công dân. Tàng thư ghi nhận, các cụ cao niên ở Tân Trạch nói ông Đinh Nê sinh năm 1933 trong hang đá Cục Cà Ròng. Đến nay ông đã 91 năm sống trong hang đá. Theo ông Đinh Nê, ông thích ở hang đá vì đó là tập tục ngàn năm. Ở đó nghe được sự dạy bảo của tổ tiên trong giấc ngủ, cảm thấy thoải mái, khỏe mạnh. Hiện tại ông Đinh Nê được hưởng trợ cấp mỗi tháng là 360.000 đồng tiền người cao tuổi. Số tiền này do vợ con ông Nê nhận. Theo ông Nguyễn Văn Đại, ông Nê là một người kỳ lạ trong cách sinh tồn giữa rừng nguyên sinh hàng chục năm qua. Áo quần thì do ủy ban nhân dân xã xin từ các nhà tài trợ phát mỗi dịp cuối năm và ông đưa về hang đá sử dụng. Ông không dùng điện thoại, không sử dụng điện. Hiện ông có hai người vợ, vợ đầu có 5 đứa con và 21 cháu, vợ sau thì không có con. Ông nê là người biết nhiều bài dân ca cổ của người Arem và hiểu về các câu chuyện cổ của văn hóa Arem.